cửa hàng Hoa Lan Mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay từ bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng thần thông. Và đây là một cái mặt hoa rất là đẹp cho cô chú. Và cây này là một cái dòng lá phát tài, mặt hoa rất là đẹp. Cây này là cây lá phát tài nha cô chú. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con chỉ còn một vài chậu thôi, và con đang bán đồng giá. Với cây này thì nói chung nó cũng không có hàng nhiều nha cô chú, tại vì cái mặt hoa này là rất là đẹp. Và cái dòng lá phát tài này thì cây nhỏ không mà, chứ cây bự nó không có để mình mua đâu. Và ngày hôm nay thì con chỉ còn một vài chậu cho các cô chú mình sưu tầm. Và con đang bán đồng giá là 350.000 một chậu nha cô chú. Và sau đây sẽ cho cô chú mình xem cái mặt hoa của nó. Đây là một cái dòng hạt vĩ lá phát tài, hoa rất là đẹp. Hạt vĩ lá biên thì cũng có nhiều, nhưng mà hạt vĩ lá phát tài thì rất ít nha cô chú. Hoa rất là đẹp. Và con chỉ còn một vài chậu nha cô chú, con bán với giá tiền là 350. Và đây nè cô chú mình thấy không? Đó, rất là đẹp luôn cô chú. Đây là một cái dòng lá phát tài cực kỳ đẹp. 350.000 một chậu nha cô chú, và con chỉ có 4 chậu thôi. Chậu này thì nói chung mình về mình trồng ở được nè, tại vì con mới tách ra. Đó. Bị rớt thân mẹ ra đó cô chú, nhưng mà mình về mình vẫn trồng được, tại vì đã xuống rễ rồi. Thân mẹ này nó này là cái kỳ nó bị bung cái rễ ra đó cô chú. Và kích thước hiện tại của nó thì đang tầm khoảng cỡ 7-8 cm nè. Đó. Thân ngắn nhất là tầm khoảng 6 cm. Còn cái thân mà dài nhất của nó hiện tại là 7 cm. Và giá tiền ngày hôm nay từ bên cửa hàng bên con bán ra đồng giá là 350.000 một chậu cho các cô chú mình về sưu tầm. Và số lượng cây này thì không có nhiều nha cô chú, nên cô chú mình thích cái dòng nào thì mình cứ nhanh tay về sưu tầm thôi, không có hàng nhiều. 350.000 một chậu như vậy. À, cô chú mình thích dòng nào thì mình cứ sưu tầm nha cô chú. Đó. À. Bản lá là khỏi phải chê đâu cô chú, bản lá cực kỳ đẹp. Và đây là hàng thuần chậu rồi, nó chỉ có một chậu là bị bung cái rễ ra, mình giờ mình trồng lại. À, bản lá rất là đẹp nha cô chú, bản lá này là nó phát tài luôn, cả mặt sau luôn nè. Trồng mà chơi thân lá thấy rất là đã nha cô chú. Này. Và giá tiền ngày hôm nay bên cửa hàng bên con bán đồng giá là 350.000 một chậu như vậy cho các cô chú mình về sưu tầm. Đúng nhất là 4 chậu thôi. Số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú nha cô chú. Hạt vĩ lá phát tài 4 chậu. Đồng giá 350.000 một chậu.